Để chỉnh giờ cho chiếc đồng hồ này rất đơn giản. Ở bên chính diện chúng ta nhìn vào mặt đồng hồ, bên phải sẽ có một cái nút để điều chỉnh. Thì cái nút này hiện tại đang khóa lại, tức là mình sẽ không có điều chỉnh giờ được. Và bây giờ muốn điều chỉnh giờ thì chúng ta sẽ giữ dặn cái núm này ngược kim đồng hồ nha. Để mở khóa cái núm này ra. Sau khi dặn ngược kim đồng hồ, cái nút tự bỗng bung ra, bung chốt ra. Và chúng ta thấy một khoảng trống như thế này. Thì để điều chỉnh thì đầu tiên chúng ta sẽ rút ra một nắp. Rút ra thì mình sẽ nghe tiếng cạch một cái, với là nút đã được nứt, nắp ra một nắp rồi. Sau khi nắp ra một nắp xong, để chỉnh ô lịch ngày thì chúng ta chỉ việc là xoay cái nút ngược kim đồng hồ hai vòng là cái ô lịch sẽ trả lên một ngày. Ví dụ như bây giờ Kỳ Lan chỉnh ngày 9 thì Kỳ Lan sẽ chọn ngày 8, giữ im vị trí ngày 8. Bởi vì lịch giờ của chúng ta là 24 tiếng nhưng mà trên thể hiện trên đồng hồ chỉ có 12 tiếng thôi. Vì vậy nên Kỳ Lan dùng thì Kỳ Lan sử dụng trước đó một ngày để chỉnh giờ ngày 9, nhưng mà Kỳ Lan để ngày 8. Dù mình muốn chỉnh ngày 9 nhưng mà mình vẫn để ngày 8 thôi nha. Bởi vì cái cọc số giờ này chỉ có 12 số thôi, mà trong khi lịch giờ của chúng ta là 24 tiếng. Vì vậy chúng ta sẽ cho số 8 là chúng ta chỉnh giờ cho đến vị trí 00 của ngày hôm sau để nó lên đúng 00 giờ ngày 9. Lúc đó chúng ta sẽ chỉnh hai vòng tua sẽ đúng và không bị sai. Sau khi chỉnh ô lịch ngày trước một ngày xong, chúng ta kéo tiếp một mắt nữa, âm thanh rất rõ ràng. Và lúc này chúng ta lại tiếp tục dặn ngược kim đồng hồ nữa. Đối với dòng đồng hồ Rambler này, sản phẩm này, mã này thì chúng ta sẽ dặn ô lịch, ô ngày đều theo cái ngược kim đồng hồ hết. Và bây giờ mình chỉnh khi nào đến số 8 này, ô lịch ngày tự động chuyển ngày 9, đồng nghĩa là lúc đó sẽ là 00 giờ ngày 9. Tại vì 24 tiếng thì chúng ta chỉnh hai dòng. Rồi lúc này đang là 00 giờ của ngày 9. Lúc này chúng ta chỉnh tiếp sẽ là 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, vân vân. Sau khi chỉnh xong, chúng ta lấy cái tay nhấn cái chốt vào, nhấn hai nắp đẩy vào hết. Sau đó, cái khóa này đang được mở ra để mình điều chỉnh tiếp, mình rút ra được. Thì bây giờ muốn không để rút ra được nữa, không muốn vướng víu vào giữ lò hết nè, thì chúng ta giữ luôn. Trước khi giữ thì mình nên lên tóc tay vài vòng nữa. Chúng ta dặn xoay theo chiều kim đồng hồ, thì có nghĩa là mình đang lên tóc tay, đồng hồ đang lên tóc tầm 30 đến 40 vòng là ok. Sau khi dặn xong, lên tóc xong thì chúng ta khóa lại luôn, bằng cách đè vào dặn theo kim đồng hồ để khóa nó lúc này là không có để chỉnh gì nữa hết. Thì vậy là xong. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.